Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình bình an an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn quý vị thật nhiều. Vâng, hôm nay chúng ta nói về một chút xíu gì đó để thư giãn tinh thần các bạn ha. Giữa cuộc đời thường thì xin hỏi các bạn, đàn ông thích ăn phở hay thích ăn cơm? Nói cho vui vậy thôi. Đây là một cuộc chiến gây tranh cãi nhất hiện giờ ở trên mạng, giữa phở và cơm tấm. Món nào thì là xứng đáng cho đại diện món ăn của Việt Nam? Chắc đàn ông thì mà thích ăn phở phải không? Còn chị em phụ nữ chúng ta thì thích cơm tấm. Vâng, xin chia sẻ đến các bạn cái món cơm tấm và món phở hiện giờ nó đang tranh cãi rất là sôi sục ở trên mạng xã hội về món nào là chủ chốt, món nào là chủ lực, đại diện cho thuần túy món ăn của Việt Nam. Thật ra bây giờ ở hải ngoại đi đâu ai cũng biết phở chứ các bạn. Người Mỹ, người Mễ, người Lào, người Campuchia, Hàn Quốc gì chứ. Hãy mà nói phở, phở là họ biết liền à. Mà ngay cả có một cái anh chàng mà hài mà mình quên tên là anh đó cũng mập lắm, anh đóng cái phim gì mà giữ người giữ sở thú á, Zookeeper á các bạn, người giữ trong sở thú á, anh trong cái một cái đoạn mà hài hước đi ăn với cô bạn mà cô bạn kêu giùm ảnh một tô súp, ảnh cũng không biết là cái gì, ảnh gọi ảnh ăn xong xuôi, ảnh húp nước, ảnh nhìn cái mặt cô đó, cái ảnh ấy anh cái gì vậy, anh hỏi cô ấy, cái cô ta mới là nói là phở, cái ảnh mới cười mới what the phở, thật là quá ngon để anh diễn xuất như vậy. Cho nên cái món phở của chúng ta nó được đưa lên tivi của đài truyền hình của nước Mỹ luôn nữa. Đi đâu vậy ai cũng biết phở hết trơn á các bạn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nói về phở và cơm tấm. Trong cái lúc mà giãn cách xã hội thì giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau, nó ở nhà nó cũng buồn các bạn ha. Bây giờ Cali Sài Gòn kiếm cái chủ đề này để cho các bạn thư giãn tinh thần, tại vì trên mấy hôm nay trên mạng xã hội stress nhiều quá. Ẩm thực vốn là chủ đề khó để phân định đúng sai, mỗi người mỗi gu ăn uống khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau, vì lẽ đó mà topic phở hay cơm tấm mới là món ăn đại diện cho Việt Nam đang trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng. Thưa các bạn, mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng trong nhóm trên Facebook. Thành viên họ cho rằng cơm tấm xứng đáng là món ăn đại diện cho Việt Nam hơn là phở. Bài viết một ngày đăng tải thu hút lượng tranh luận sôi nổi hơn 3.000 người bình luận và hơn 2.000 người share, hiện vẫn tiếp tục đang tăng. Tóm tắt quan điểm của người này là phở không phải là món nguyên bản của Việt Nam, xuất phát từ món ăn của Pháp mang tên là pork au fil. Hương vị khá giống, cách nấu phở tương đồng, chỉ cần cho thêm bánh phở và thịt bò là thành phở Việt Nam. Vì vậy, người này cho rằng phở là món vay mượn gốc ngoại, còn cơm tấm thì mới thật là 100% của người Việt Nam. Phở không độc đáo, do trên thế giới có rất nhiều món được làm theo công thức đầu sợi, làm từ tinh bột, nước hầm xương, thịt và rau. Còn cơm tấm thì độc đáo ngay từ việc sử dụng hạt gạo tấm. Các món ăn kèm theo như là su sườn, cốc lết, bì lợn, thính, chả trứng, nước mắm đều là quốc hồn, quốc túy. Cuối cùng, cơm tấm giàu hương vị hơn so với phở, đủ chua cay, mặn ngọt béo, kết cấu món ăn cũng đủ phần cứng, mềm, giòn và dai. Với ba yếu tố nguyên bản, độc đáo, giàu hương thơm, vị kể trên, người này cho rằng
cơm tấm xứng đáng là món ăn đại diện Việt Nam hơn so với lại món phở. Dù đưa ra nhiều lý luận, luận điểm, nhưng bài đăng của thành viên này có nhiều ý kiến trái chiều, bao gồm những lập luận phản biện gay gắt. Đa số cộng đồng mạng đều không đồng tình với quan điểm này. Trích một số quan điểm trong phần bình luận của Nitaisem. Phở là món pork au fu, có cách làm không giống nhau. Phở cần hầm xương nhiều giờ, chọn phần bắp, gầu để làm thịt. Về pork au fu, đây cơ bản cũng là một món hầm nhưng lại là súp, nên nó dùng rất nhiều phần thịt, nhiều gân. Phở lại tránh những phần này vì cứng. Về gia vị, cả hai món đều có hoa hồi và hành tây, nhưng món của Pháp lại có thêm cà rốt và cần tây, còn phở thì lại không có. Phở có phần nào được sáng tạo từ món ăn Pháp nhưng mang đậm hồn Việt từ xưa đến nay. Người Việt vốn thông minh, nhanh trí, thích nghi tốt, tiếp nhận nhanh những trí thức từ bên ngoài, và đặc biệt nhất là biến những trí thức đó mang chất Việt. Vì thế chúng ta có vô vàn cách làm cho món phở, trăm nghìn món phở. Về moti, đồ sợi tinh bột, nước hầm xương thì quốc gia nào cũng có, nhưng không quốc gia nào phủ nhận tính dân tộc trong những món ăn. Ngược lại, điều đó được nâng lên thành biểu tượng ẩm thực như ramen, udon, mì hoành thánh của Tàu. Với hương vị, phở cũng đủ cả cà chua, với hương vị, phở cũng đủ cả chua, cay, mặn, ngọt, béo. Quan trọng là cách thưởng thức nước xương, thanh, bò béo, ngọt, các loại rau ăn kèm, thêm chanh và càng dậy mùi. Theo đó, dân mạng chưa được thuyết phục hoàn toàn về lập luận của bài viết trên. Một số cư dân mạng còn phản đối cách dùng từ tiếng Anh xen lẫn để phân tích món Việt của người này, khiến cho bài viết bị mất nhiều cảm tình. Nhìn chung, phở và cơm tấm đều là món ăn nổi tiếng của người Việt Nam, được thực khách trong và ngoài nước yêu thích, được bán rộng rãi và có mặt trên toàn thế giới. Dù vậy, thực tế cho thấy phở vẫn được biết nhiều người trong cộng đồng quốc tế nhắc đến Việt Nam. Người nước ngoài nào gần như cũng nghĩ ngay đến phở. Tháng 9 năm 2007, phở là món ăn Việt đầu tiên được thêm vào từ điển của Oxford quốc tế. Khi thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn, thì những việc món ăn đậm nét đặc trưng đã trở thành văn hóa cốt cách của dân tộc, như phở và cơm tấm đều có chỗ đứng riêng và xứng đáng được giữ gìn, quảng bá, giữ lại nét đặc sắc văn hóa trong thời đại bão hòa, là điều người Việt đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời đại ngày nay. Vâng, còn các bạn thì sao? Các bạn thích ăn cơm hay là ăn phở? Và các bạn nghĩ rằng phở hay là cơm tấm, món nào là quốc hồn quốc túy của người Việt Nam chúng ta? Theo Kali thì cả hai món đều ngon hết, và hai món trong tuần nào chúng ta, trong một tuần thì ít nhất chúng ta phải ăn một lần, phải có phở hoặc là cơm tấm. Cái sự đồng điệu của phở với cơm tấm nó như là một cái món ăn tinh thần mà trong tuần nào hoặc hai tuần chúng ta phải có trong cuộc sống hiện hữu của chúng ta hiện giờ. Rất là khó để giải thích được cái món nào là ngon hơn món nào các bạn ha, cái món nào là đại diện cho người Việt Nam. Nếu các bạn biết thì để lại comment cho Classicon biết, và chúng ta cùng chia sẻ trong lúc thảnh thơi và trong lúc đang ngồi ở nhà chỉ có xem TV và xem YouTube. Cảm ơn các bạn đã cùng với Cali Sài Gòn chia sẻ phở và cơm. Xin chào và hẹn ngày gặp lại.